Mình như vậy mà nói dám chê. Để gả con cho cái chỗ 5 tháng chỉ biết ham mê bài bạc. Được rồi, tụi bay dám vuốt sâu hùm phải không? Rồi đây tụi bay biết. Dạ, chào bà. Dạ, bà phủ cho người tìm tôi. Ờ, phải rồi. Nhìn thấy hoàn cảnh của cậu mà tôi tội nghiệp. Tại cái chuyện của cậu nó xảy ra trước mắt tôi, nên tôi không thể làm ngơ được. Ôi, chứ hơi đâu mà để ý chuyện người dân. Sao, bà huyện có tính dắt thầy xuống thăm mộ ông huyện không? Dạ thưa không à. Sao ạ? Dạ thưa, tại vì của tôi không muốn nhận nhìn biết đến rồi thêm lụy phiền. Sân đổi là tôi muốn thắp đèn nhang khói lại cha cho thoá lòng. Nhưng người chẳng nghĩ thuận ưng, còn nói chi đi thăm mộ mà. Tình cha con quyết nhục của người ta, nào phải tôi có ý xấu xa. Vậy thì tại sao bà huyện lại vô tâm? Nhà tôi với ông huyện là chỗ anh em, hết lòng dìu bước đỡ nâng, thương mến vô cùng. Dạ, không biết thì thôi, biết rồi xin ông bà giúp đỡ. Hồi trước ông huyện thường nói rằng ông có một người con trai đầu lòng ở trên chợ lớn. Tôi có khuyên ông đem về nhà mà nuôi. Ông nói bà huyện khó lắm nên ông không dám. Thiệt bây giờ tôi mới biết bụng của bà. Có lẽ bà huyện sợ cậu giành chia gia tài. Ủa, mà hồi trước ông huyện có khai sanh cho cậu hay là không? Thưa có. Ơi, nếu có khai sanh tự nhiên phải chia gia tài cho cậu chứ. Nếu bà huyện không chịu, thầy làm đơn kiện đi, tôi chỉ giùm cho. Không có hại chi đâu mà sợ, ức người ta quá mà. Thưa bà, tôi đâu có giả dối. Giấy tờ khai sanh và thư từ của cha tôi ở đây đầy đủ. Tôi đến đây tứ cố vô thân, được bà lớn thương, tôi đội ơn lắm. Ngặt gì tôi là phận làm con, cha tôi thì mới mất. Nếu dì của tôi không thương tôi thì tôi cũng phải chịu, chứ tôi đâu có dám sanh sự mà thưa kiện. Dạ, để thủng thẳng tôi nói, và cậy bà lớn nói giùm, biết đâu lần lần dì tôi hồi tâm mà thương nghĩ đến tôi. Ờ, nói như cậu cũng phải. Thôi, để từ từ rồi vợ chồng tôi nói giúp cho. Thỉnh thoảng ghé đây tôi cho biết sự việc ha. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ, chào bà lớn. Ờ, bà Nguyễn ơi, nếu bà chịu làm xui với tôi thì còn giữ được gia tài. Còn bằng không hả, tôi cũng xúi cái thằng Tú Cẩm đi kiện, đặng cho bà bái sái chơi cho bỏ ghét. Bà Nguyễn à, việc đó tùm lum mà sao bà tỉnh quá vậy? Dạ thưa bà lớn, có việc chi mà tùm lum? Vậy chứ bà tính với cậu con trai, con của ông Nguyệt làm sao? Mà bây giờ nó muốn cậy đến ông phủ làm đơn giùm, để nó đi kiện bà giao hết gia tài cho nó. Ừ, thì nó muốn kiện thì cứ kiện, chứ tôi có biết nó là ai đâu mà nhìn. Cho bà biết nha, nè, nó có đầy đủ khai sanh và thư từ của ông Nguyệt để chứng minh. Chắc chắn nó là con riêng mà ông Nguyên từ lâu giấu nhẹm. Ông và tôi thấy nó khóc lóc ỉ ôi, nên động lòng muốn giúp nó một phen. Bà liệu thế nào về vì kiến vừa, chứ nếu nó vào đơn rồi thì khó gỡ ra. Nó muốn kiện thì kiện, tôi nào đâu có sợ. Ai cũng biết vợ chồng tôi phải phòng tráng trái da đầu. Mới có được gia sản ngày nay, ông đã qua đời thì mẹ con của tôi hưởng trọn. Dẫu cho nó có thật sự là con riêng, công lao gì đâu mà nó lại đi tranh giành. Còn người ta muốn kiện thì làm sao tôi cản được.
chỉ có ông phủ nhà tôi là cản được liền. Nhưng ngặt nỗi bà đã làm cho ông phiền, nên tôi nào có dám nói với ông đâu. Thưa bà, trước kia quan phủ tử tế với ông nhà tôi, có lý đâu khi ông mới qua đời quan lớn lại đành giúp cho thiên hạ kiện thương để hòng chiếm đoạt tất cả sản nghiệp mà vợ chồng tôi đã dựng đầy. Ông nói cái thằng kia cũng là máu thịt của chồng bà, nên không nỡ lòng để nó cù bớt cù bơ. Tôi tính giùm cho bà nè, nếu bà muốn quà, bà nên chịu khó vô nói phải trái với ổng đôi lời, rồi hứa làm xuôi, tôi chắc ổng sẽ hết phiền hà. Mà ổng không giữ thì thằng kia đâu dám kiện. Bà tính lại đi. Thưa bà, chuyện làm xuôi, ông Nguyện tôi có trói như vậy, tôi đâu có dám cãi lời. Như vậy là bà nhất định làm xuôi với ông hội đồng Lâm Yên thiệt hay sao? Thưa, tôi phải làm theo lời chồng tôi đã dặn. Nếu vậy thì tại bà, tại bà nghe, ngày sau chị em khỏi có trách nhau. Cậu Linh à, cậu phải tính như thế nào? Chứ lên đây mà cứ ăn rồi cà nhỏng hoài như vậy, tiền nào mà chịu nổi. Trời ơi, tiền núi cũng phải tiêu nữa đó. Thì từ từ rồi tính, chứ chân ướt chân ráo lên đây, đầu óc tôi cũng rối rắm lắm. Mai mà có nhà của chú thím họ tôi cho tá túc đỡ, chứ không có bà con trên này để đùm đậu thì cũng khổ vô cùng. Hơn nữa hôm rày tôi cứ bệnh rề rề hoài thì tính gì được. Cậu bệnh thất tình phải không? Nghĩ lại ông bà Phước đàn chủ nhà này cũng tốt chứ cậu. Nhưng mà em cũng ớn quá à. Chưa biết á thì đừng vội phê phán người ta. Cậu ơi, em nghe người ta nói á, muốn đi lập nghiệp á thì phải ba chìm bãi nổi chín lên đơn, quả mai mới được kiếm ra đồng tiền. Em nghe ông bà chủ ở đây sẽ giúp cho cậu có công ăn việc làm, đưa tôi vào xin việc sở trường tiền, để sau này có dịp tiến thân, và cũng để lấy vợ sang giàu. Tiền bán ruộng tôi đem theo còn 1,000+, chú thêm bảo lấy đó cho dày. Mấy cái chuyện này tôi đâu có ham, muốn được có của là phải do sức mình. Nếu muốn có một đời sống tốt đẹp thì hãy chọn cho mình một lối sống chân chính và lành mạnh thôi em à. Cậu ơi, em nghe thiên hạ giải với nhau rằng người chân chánh thì yêu, còn kẻ lọc lừa thì phải ghét. Nhưng sự giả dối ngày càng bộc phát, còn điều chân chánh đáng yêu sao tàn lụi tiêu dần. Nhìn cuộc sống đua chén mà ngán ngẩm muôn thân, vì quyền lợi riêng tư nên dẫm bừa đạo lý, không ngại ngần đánh mất nghĩa nhân. Nếu tất cả trên đời ai cũng sống bằng cái tâm thì bể trầm luân cũng vơi bớt phần đau khổ. Nhưng mà cậu ơi, nghĩa nhân mỏng danh như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Bởi vậy nếu cậu có tính cho vay bạc lấy lời thì cậu đừng có biểu em đi góp sách hay đòi nợ à nghe. Em làm những cái chuyện nó không hợp mà. Hồi đó tới giờ có đòi nợ, đòi tiền góp lần nào chưa mà sợ quá vậy? Trời, nghèo sạch máu, tiền bạc ở đâu cho vay đòi nợ? Có người ta đòi em thì có. Cậu ơi, theo em nghĩ á, chủ cho vay nợ là phải có máu mặt,
người ta mới ngán phải không cậu? Mặt phải cơn lên vậy nè. Ví dụ? Ví dụ như hồi sáng này em nghe bà thím bà nói chuyện với ông chú họ của cậu về cái việc đòi nợ như vậy nè. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi nghe. Nói đi. Nè nè, nói vậy nè. Nè, tôi cho mình hay á, thầy bể vàng á, thì tính giật mấy chục ngàn bạc đó hả? À, bạc tới kỳ 5-6 bữa rồi mà thấy không chịu góp á. Từ hôm qua tới nay tôi sai con sảnh là qua nhà thầy đòi, thầy trốn đi xứ nào không biết. Cái vợ thầy mới làm mặt lạnh nói không biết tiền bạc gì trơn trời á, tiền gì mà đòi. Thầy có thiếu thì kiếm mà lôi lưng thầy á. Tôi nói thiệt á nghe. Đó, trời đất ơi, chắc cái bà này nói láo dữ lắm hay sao á. Mà hễ nói tới cái chỗ nào quan trọng cái bà dùng. Tôi nói thiệt nghe. Để mai tôi sai con sảnh ra sở của thầy làm kéo lưng thầy cho thầy biết chừng. Tôi phiền ổng mới giữ nè. Ổng á, cơn lên. Thì phải đòi chứ. Nếu thầy lôi thôi thì đi thưa cho thầy mất chỗ làm. Còn nếu không được á, thì cứ xử luật giang hồ cho thầy biết mặt. Lè lưỡi thì ghê lắm. Trời ơi, dữ dằn quá trời quá đất luôn. Chú em, chú em mày nói chuyện gì, chuyện của ai mà quơ tay múa chân quá vậy? Dạ nói chuyện của cậu cháu con. Dạ chào ông. Để em đi ra ngoài mua thức ăn về nấu cơm cho cậu nha. Dạ, chào chào chú. Sao? Những cái việc mà chú góp ý với cháu đó, cháu thích chuyện nào? Buôn bán mà không thông thạo á, ra lập tiệm là lỗ chết. Chú thương cháu nên chú chỉ đường phải nể quấy cho cháu như vậy. Cháu lấy làm cảm ơn chú lắm. Xong cháu đã quyết chí mở tiệm mua bán. Cháu tự biết mình có thể làm được. Ôi, cái đời nay nó khó làm ăn lắm cháu ơi. Phải khôn lanh quỷ quyệt thì làm mới ra tiền. Chứ chân chất thật thà, dù làm có ra tiền cũng bị người ta gạt, người ta cũng ăn hết nha. Cháu còn trẻ, chưa từng lăn lóc đó đây, chưa lịch làm việc đời đầy dậy trong gai. Bây giờ trong kiến họ nhà ta chỉ còn mình chú là cao niên. Lẽ đâu chú chẳng dắt nhiều, chú tin cho cháu như vậy, cứ xin vào làm việc sở trường tiền. Nơi đó chú rất nhiều người quen, chú đưa vô gửi gắm, thế nào cháu cũng có được việc làm. Hằng tháng lãnh lương để tiêu xài, còn số bạc vốn để chú cho dài. Từ tính đến chuyện cưới vợ, chú kiếm chỗ sang vào cho cháu gửi thân. Mình phải khôn ngoan lợi dụng, nắm bắt thế thời để bước lên. Thưa chú, được chú thương và tính giúp cho cháu như vậy, thiệt cháu cảm ơn vô cùng. Song phận cháu nghèo hèn, một mình làm chưa chắc đủ ăn, đâu dám tính kết đôi bạn. Cháu sợ có vợ rồi phải nuôi nó hay sao? Nếu nói vợ giùm cho cháu thì chú phải lựa chỗ có ăn cho cháu nhờ cậy được. Chứ ai khờ khạo mà đi kiếm con nhà nghèo để cháu nuôi nó hay sao mà cháu sợ? Thưa chú, làm trai hễ có vợ là phải nuôi vợ, chứ nhờ vợ làm sao được. Nhưng bụng cháu chưa muốn cưới vợ nên cháu chưa tính. Chứ đâu phải cưới vợ sợ vợ nghèo. Dạ, chẳng giấu gì chú, hồi ở dưới Bạc Liêu á, vì phận nghèo hèn mà cháu bị người ta khi dễ, nên cháu mới lên đây và quyết chí làm sao cho được khá giả, cháu mới vui lòng. Hơn nữa làm thân trai, lớn lên mà không có tương lai sự nghiệp á, thì chưa chắc các cô gái đàng hoàng họ chịu để ý đến mình đâu. Còn cái việc cho dai và xin vô sở làm cho định lẽ nào? Thưa chú, cháu không dám nói thích hay là không thích. Sự thật là lòng của cháu chỉ muốn sang tiệm để buôn bán, còn mọi việc xin chú cho cháu tính lại. Hổm rày chú thấy con Ba Kiềm
con của ông Hộ Bảy ở trong chợ lớn á, nó là bạn thân thiết với con gái của chú. Nó hay thường ghé đây thăm chú thím. Con nhỏ đó nha, nó xinh đẹp, nó dễ thương, lại con nhà giàu có, coi bộ nó có vẻ quyến luyến cháu lắm đó nghe. Chú nói thiệt nha, nếu cháu mà đụng chỗ đó chẳng khác nào chuột sa hũ nếp, sung sướng biết chừng nào hả cháu? Thưa chú, với cháu thì sự giàu có mà do sức mình làm ra mới là điều quý trọng, chứ nhờ giả vợ để trở thành người giàu sang thì cháu chẳng màng. Thế nào cũng được, miễn là giàu thôi chứ. Người ta không thèm nhọc công làm, người ta dùng trí mà trở nên giàu. Như vậy cái trí ấy không giỏi hay sao? Xin chú tha lỗi và cho phép cháu nói, cái trí đó không phải là trí quân tử. Ở đời mà lợi dụng sự khôn lanh và hiểu biết đầy quỷ quyệt của mình để sống trên mồ hôi và nước mắt của người khác, quả là một sự quá bất công. Đứng về khía cạnh đạo đức thì khó lòng mà chấp nhận lắm chú. Ôi, hơi sức đâu mà lo cái việc đó. Ở đời này miễn có nhiều tiền là được rồi. Chứ tài đức cho lắm mà không có tiền thì giàu có nói cho lắm cũng không có ai nghe, không? Thưa chú, cháu không dám cãi với chú cho hết lời. Cháu chỉ muốn chọn cho mình một cái nghề thích hợp với khả năng. Ví dụ như buôn bán, cháu thích làm chủ lấy mình, bán không gạt ai, mua hàng tới kỳ trả tiền đủ, đối xử chân chất thật tình. Mặc dù đời sống có khiêm tốn, nhưng cháu cũng cảm thấy ít nhiều hạnh phúc. Cháu rất sợ làm những điều thất đức lắm. Hễ có vay thì phải có trả thôi chú à. Thì chú nói như vậy đó, chứ tính sao đó thì tính. Tại vì chú không muốn có một thằng cháu nghèo nàn. Hơn nữa thím của cháu bà khó khăn lắm. Ai mà vào nhà này mà ăn ở không cà nhõng á, bà không có chịu. Nè, chú thím muốn cho cháu được vợ giàu để đua chen với đời. Thiêu chi nơi người ta ham muốn, nhưng dễ gì được đâu. Đừng bỏ qua con ba kiềm người đứng đắn đàng hoàng. Hiền lành dễ mến, ôi xinh đẹp vô cùng. Chú đừng nói đến cháu vô cùng khổ tâm. Cháu e ngại điều gì, còn chỗ nào hơn. Giờ cháu tự nhiên có mài. Thôi, cháu kìm với thằng Linh, hai cháu thật tình mà tâm sự đi. Chú cầu mong... Cầu mong gì ta? Thôi, chú vô trong. Mới nhắc tới liền, phải nhắc tiền nhắc bạc như vậy thì khỏe biết bao. Anh Linh, chú Đằng vừa nói cái gì mà em không hiểu gì hết vậy? Chú ấy khen cô. Chú nói là cô Ba Kiềm con nhà giàu, xinh đẹp, dễ thương, đức hạnh. Ai mà được cô làm vợ là có phước lắm. Chú Đằng với anh muốn trêu ghẹo em phải không? Ủa, sao hôm nay trông anh có vẻ buồn quá vậy? Một chút suy tư, để hồn đi lạc vào kỷ niệm. Anh nhiều kỷ niệm lắm sao? Chỉ đủ đau buốt tâm can thôi. Anh Linh à, mấy ngày qua dường như anh cố tình lẩn tránh em. Anh ghét em lắm phải không? Hả? Tại sao lại nói như vậy? Từ ngày lên chốn Thành Đô đến giờ, tá túc trong nhà chú thím tôi, được quen biết cô, người con gái dễ mến, lúc nào tôi cũng quý cô Ba kia mà. Anh nói rằng anh quý em, nhưng tại sao anh không chịu thân thiết với em? Hả? Thế nào mới gọi là thân thiết? Anh không biết, hay là anh không muốn biết? Thì cô cứ nói rõ hơn. Tôi vụng về lắm cô Ba à. Thì ví dụ như những bữa trời mưa đường trơn trượt nè, tại sao anh không đưa em về? Tại sao anh không rủ em đi chơi? Tại sao... Trời ơi, khó nói quá à. Cô Ba, cô hờn trách thì tôi chịu, chứ tôi không thể. Tôi không dám cô Ba à. Anh không dành cho em một chút tình cảm nào sao? Có chứ cô Ba. Anh nói thật. Thật. Tôi lúc nào cũng dành sẵn cho cô.
tình cảm của người anh dành cho cô em gái. Anh nỡ nào buông lời tàn nhẫn. Từ lúc gặp gỡ ban đầu em đã thầm để và yêu anh. Cô ba, cô ba ơi, cô đừng yêu, đừng để ý đến tôi cho đau khổ lụy phiền. Rồi cô sẽ gặp được người xứng đáng. Còn tôi là kẻ thất thời chưa có sự nghiệp trong tay. Có lẽ em là một cô gái không may nên anh mới gạt bỏ bên lề tình cảm. Anh đã giam linh hồn em vào khung trời sầu thảm, lưới nhện giăng tơ muôn thuở buồn. Cô ba ơi, tôi xin cô đừng giận, đừng hờn. Tình yêu không là sự sắp đặt, cũng không thể nào mặc cả với nhau. Trái tim này ấp ủ gửi trao, được đón nhận bằng sự lạnh lùng tẻ nhạt. Người ta nỡ ban cho tôi nỗi khổ đau tủi nhục. Mây tạnh trời quang mà nghe giống bảo vệ trong hồn. Duy Linh, Tại vì sao mà anh chẳng yêu em? Anh nói cái gì đi chứ? Sao anh nhìn em hoài vậy? Thật tình, cô muốn nghe tôi nói lắm sao? Cô ba ơi, đời của tôi cũng đã từng khổ lụy vì tình. Tôi đã từng dặn lòng hãy cố quên, và sẽ không bao giờ để xa chân vào đó nữa. Vết thương lòng chưa bôi xóa được thì tôi đâu nỡ nào gieo khổ lụy cho cô. Tôi có thể cợt đùa với những người con gái khác là vì họ mang tuổi trẻ của họ ra để bán rau. Còn cô, cô là một đóa hoa xinh đẹp dễ thương. Tôi rất quý cô ba như quý một người em gái. Đừng biến sự cao quý kia thành tình yêu dũng dại. Hãy giữ cho nhau khoảng cách ngăn này. Duy Linh, anh đã gây sự tủi nhục cho tôi rồi, anh biết không? Cô ba, cô nghe tôi nói nè. Không, tôi không nghe anh nói gì nữa hết. Tôi hận anh. Cô ba. Ơi, bởi vậy người ta nói đúng, thà sống đơn độc trong sa mạc còn hơn sống với người phụ nữ hay gây sự. Cậu làm cái gì mà cô ấy vừa khóc vừa nhai ngãi rồi tru tréo dữ vậy? Hơi đâu mà em để ý. Phải để ý chứ cậu. Mà chuyện gì vậy hả? Thì ba cái chuyện tình cảm lăng nhăng vậy mà. Vui quá. Muốn người ta không muốn, xách cái vụ đi lên đi xuống vậy phải không cha? Nè, có phải là cô ba kiềm bày tỏ tình cảm với cậu phải không? Sao tò mò quá vậy? Và cậu đã chối từ phải không? Rồi sao? Hồi sáng cô ấy có nhờ em trao cái gói này. Trời đất ơi, chút xíu nữa tôi quên rồi. Đây này, cái gói này nè, tới bây giờ tôi mới nhớ. Nè, cậu xem có cái gì ở trong vậy? Tôi không lãnh đâu. Ai gửi cho em á thì em trả lại cho người ta đi. Không lãnh hả? Không lãnh thiệt phải không? Rồi vậy thì em lãnh luôn. Buồn buồn cây len lén mở ra đọc
chơi. Nè, bảo đảm là tiếng gì? Khùng quá đi. Thơ từ của người ta mà lén lén đọc. Ai biết cậu không? Làm như vậy á thì không có lịch sử chút nào, biết không? Nếu mình không nhận lấy á thì để lọt vào tay người khác biết được thì cũng khổ cho đời con gái người ta lắm. À... cậu nhận không cậu? À. Nhận không? Đưa đây. Cậu ơi, mấy bữa nay cô Ba Kiềm á, cổ theo em, cổ hỏi lai lịch của cậu hoài. Tại sao lại để ý đến cậu quá chừng? Hỏi đoan, hỏi ren cái chuyện làm ăn, sang tiệm bán buôn. Cổ rất thích cậu là người có học, sao không chọn công danh mà thích lao động chân tay? Là con nhà khá giả, dáng dấp mỹ miều, không thiếu gì nơi xứng đáng để giá nghĩa tình. Có tiền người ta có thể mua tiền, nhưng trừ tình yêu. Ôi tình yêu màu nhiệm bạc tiền không mua được, vì vậy cho nên cậu không thể chuyển lai, phải không? Em biết cậu mà. Em biết cậu dễ gì mà quên được hình bóng của cô Phi Phụng. Càng ngày càng lẫm thêm thì có. Nếu tôi ham vợ vào thì trước kia tôi đã ngỏ lời với Phi Phụng rồi. Tôi đã yêu Phụng thật tình, nhưng sợ người đời mỉa mai khinh rẻ nên tôi đành câm lặng. Tôi ráng làm có tiền có sự nghiệp để rồi tôi trở về. Để rồi trở về để nhìn người lý tưởng của mình đã có chồng tay bồng tay bế. Vì hôn nhân là do duyên nợ. Nếu không duyên nợ, dù mình có muốn cũng chẳng đạt được ước nguyện đâu. Số phận mà. À, cậu ơi, ông chủ tiệm hớt tóc á nhắn cậu ra để bàn tính cái việc mà cậu sang tiệm á. Mọi việc gần như xong hết rồi, chỉ còn chờ ngày tốt là để mở cửa tiệm thôi. Để tôi ra xem lại. Nè nè nè. Dạ. Việc này á em khoan nói cho ai nghe nghe. Dạ. À hoài dữ ha. Rồi đây cậu sẽ là ông chủ tiệm mỹ phẩm, cậu là ông thợ hớt tóc, còn con sẽ trái lỗ tai. Như vậy là cậu cháu mình có công ăn chuyện làm rồi, khỏe quá cậu ha. Phải làm việc chứ, đâu ai làm cho mình ở khưởng. Trên đường công danh không bao giờ có vết chân của người lười biếng. Cha đẻ của vinh quang và hạnh phúc là sự làm việc đó, phải không cậu? Đúng vậy đó em. Ừ đúng rồi. Dạ thưa dì, bữa nay con đi Sài Gòn chơi, dì cho con xin 1000 đồng để con mua đồ. Mấy tháng nay dì thấy con đi chơi hoài, lúc Cần Thơ, Sóc Trăng, Mỹ Tho, khi thì Sài Gòn Chợ Lớn, lần nào đi cũng tốn hao nhiều quá. Dì cũng đang túng ngặt. Thôi con lấy vài trăm nè, bao nhiêu đó cũng đâu có phải là ít. Trời ơi, có mấy trăm mua được gì? Hôm tháng giêng mới góp mấy chục ngàn dạ lúa, thiếu gì tiền mà sợ hết. Dì à, hồi nãy con nghe dì nói chuyện với người ta, gả Phi Phụng em con cho Thủ Thiệp phải không? Dì à, dì đừng có thèm làm xui chỗ đó, con không có bằng lòng đâu. Hội đồng Lâm Yên tính làm xui với dì là tại vì nó thấy dì giàu. Còn Thủ Thiệp tính cưới em con là nó muốn bán cái bằng cấp của nó. Chứ có ra gì cái hạng người đó mà gả. Thôi để thủng thẳng rồi con kiếm chỗ sang trọng bằng 10 nó nữa. Thôi không gả đâu. Khi ông gần tắt hơi, ông có trối phải gả chỗ đó. Bởi vậy tao phải nghe lời, thế nào tao cũng phải gả nó cho Thủ Thiệp. Chứ chỗ nào giàu sang cho mấy tao cũng không có ham đâu. Thôi không có được mà, gả cái chỗ đó không vừa lòng chút nào hết á. Con của ổng thì ổng gả, ai dám cãi. Ổng muốn gả chỗ nào tùy ý ổng chứ. Người ta nói quyền huynh thế phụ, cha chết rồi bây giờ con cầm quyền ở trong nhà, vậy gì phải để cho con định chứ. Ủa sao mày nói nghe trái lỗ tai quá vậy? Phi Phụng là con của tao, nay ổng mất rồi tao gả nó cho ai? Mày mắc mớ gì mà cản? Không phải con cản ngăn, không cho gì gả em Phi Phụng,
Tuy con là trưởng nam, cần phải có quyền hạn ở trong nhà. Nếu dì muốn gả em con, phải tìm nơi xứng danh, xứng phận. Con có ý cản đây là không muốn gì gả cho con của Lâm Yên. Nè, cha mẹ định chỗ cho tôi, phân định thế nào thì tôi vâng lệnh. Anh là gì mà muốn cản ngăn, đừng xí miệng đèo bông. Em quên qua là anh cả hay sao, qua cũng có quyền quyết định. Tôi không cần anh lo, ở đây anh no ấm là đủ rồi, đừng xía vô việc nhà của tôi. Thôi em đừng có giận, qua hỏi em điều này nè, vì cớ nào em ưng thủ thiệp, còn chỗ khác sao em không chịu ưng? Anh không được phép hỏi chuyện đó. Tại sao? Tại cha nó gả nó cho thủ thiệp, bây giờ nó ưng chỗ khác sao được? Tôi không chịu chỗ đó. Mà tao cũng đã hứa lời với người ta rồi. Tự ý gì? Nếu dì gả cho thủ thiệp, tôi không cho đồng tiền nào hết à. Chừng làm đám cưới thì dì đem ở chỗ khác, chứ tôi không cho làm ở trong nhà này. Mày nói sao vậy? Tao không có xin tiền mày đâu, mà mày lại buông lời hăm dọa. Còn là đám cưới trong nhà của tao, mày lấy tư cách gì mà không cho? Nếu dì đi mượn đi vay để làm đám cưới thì được, cho tiền trong tủ xuất ra, một đồng bạc tôi cũng không cho. Còn ngôi nhà này hiện giờ nó là của tôi, chứ đâu phải nhà không chủ mà ai cũng muốn tự chuyên. Ủa, có phải mày đang tính toán để giật hết của tao gia tài sản nghiệp? Tôi nào có giật của ai đâu, gia tài sự sản này là của tôi. Tôi làm chủ cái gia tài này, có đủ giấy tờ, đủ phép. Gì vậy em, phụng quên rồi hay sao? Mày là quân ăn cướp. Trước đây mày nói ngon nói ngọt, chỉ muốn được nhận làm con của nhà này. Bây giờ mày nắm đủ giấy tờ, mày trở mặt. Mày muốn đuổi mẹ con tao phải không? Trời ơi, ngó xuống mà coi nè trời. Vợ chồng tôi cũng cực khổ, đổ mồ hôi sốt con mắt mới có ruộng vườn nhà cửa. Bây giờ cái quân bá dơ bá giác ở đâu, nó đến nó giật nè trời ơi là trời. Rồi bây giờ anh muốn đuổi mẹ con tôi phải không? Sao nói kỳ vậy? Qua có đuổi hồi nào đâu mà em nó nói vậy. Tòa dạy qua phải nuôi em với gì? Nếu em ở đây qua nuôi đầy đủ, em ở đây em ăn mặc tốn hao bao nhiêu qua cũng chịu hết á. Xong qua không muốn em ưng thằng thủ thiệp, em liệu lấy. Còn ba cái lúa ruộng năm nay chị cũng không góp được một đồng nào đâu. Thôi má con mình vô tủ lấy quần áo rồi đi chỗ khác mà ở đi. Con không bằng lòng ở đây nữa. Đi má. Bởi ngày xưa còn nghèo khổ, ba con không quan tâm đến chuyện giấy tờ, không có tờ hôn thú, nên dây khai sanh của con mà còn thất lạc. Trời đã khiến cho mẹ con mình lao đao lận đận thì phải chịu, không nên trách phiền. Mình đã mắc mưu rồi, quân giật dọc chẳng lương tâm, cùng tại mà má tin, nên bây giờ đến nông nỗi này má con mình phải ra đi. Má ơi, số phận như vậy con xin má hãy dằn lòng kéo Dương Bình vào mình,
rồi khổ lụy tâm thần. Từ ngày cha con mang dông bao nhiêu tay biến cứ dập dồn, sáng nghiệp sắp mất hết rồi, bên nhà thủ thiệp cùng lợt phai. Má đừng nói đến những điều đau lòng này nữa. Phụng ơi, dạ. Cha mẹ sanh ra con quay như ngọc như ngà, tính làm giàu để thân con ngày sau sung sướng. Chẳng dè trời khiến số con cực khổ, không được hưởng của mẹ cha mà duyên nợ cùng chưa tròn. Bao nhiêu phiền lụy dây quanh sức chịu đựng mỏi mòn, má như ngọn đèn dầu trước cơn bão lòng, chưa biết phút giây nào sẽ tắt liệm giữa đêm đen. Thương cho con tuổi ngọc thanh xuân đã bước chân vào cảnh đời khắc nghiệt, một đóa hoa được đặt trong bình sữa châu đồng, liệu có vượt qua cơn mưa dầu những số kiếp còn bất hạnh hơn mình gấp trăm lần. Vậy mà người ta vẫn thiết tha với cuộc đời, hà cớ gì mà mày phải quá lo lắng cho con? Má, con mong má đừng khóc nữa. Tại vì con là con gái nên má mới lo lắng nhiều hơn. Nỗi lo âu cho con của má khi bước vào đường duyên nợ, có được hạnh phúc bình yên chẳng bên cạnh người chồng. Nếu thật sự yêu thương nhau thì má rất vui mừng. 12 bến nước biết bến nào đắng bến nào đục, lòng giả con người cũng dễ bị lung lay. Lúc sang giàu không thiếu gì kẻ cầu thân, khi khốn khó thì thân tình cũng trở thành xa lạ. Bên nhà thủ thiệp hõm rài ý nói lặng tiếng, có lẽ nào họ lại làm đã trói trăng gả con về chỗ đó. Việc hôn nhân là do cha mẹ định thì con phải vâng lời. Nếu sự thật người ta không trọng chữ tín với nhau thì nhân cách đó đâu đáng gì để mình phải bận dạ. Má đây chờ con thu xếp một ít đồ rồi mình đi khỏi nơi này. Trời đã khiến như vậy, xin má đừng buồn. Thôi bỏ đi má, đừng thèm tranh cãi chi nữa má. Con mở tủ sắt của má, lấy đem theo mớ nữ trang với một số tiền mặt để tiêu dùng và hộ thân. Dạ. Ông ơi, nếu ông có linh thiêng thì hãy phò hộ cho mẹ con tôi trong lúc khốn khó này. Má ơi, chìa khóa tủ má giao cho ai giữ vậy? Không, má không có giao cho ai hết. Như vậy mình đâu có kết tội ai được. Không lẽ Anh hai mà anh... chuyện gì vậy con? Cái tủ sắt. Cái tủ sắt làm sao? Cái tủ sắt trống trơn à, không còn gì ở trong hết mà. Trời ơi, cái quân đó nó lấy, chứ ai mà vô đây được. Má, tỉnh lại má ơi. Má ơi, đừng má ơi, đừng chết bỏ con má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, đừng...
sao má ơi? Phi Phụng, dì làm sao vậy em? Má tôi hả? Thở rồi. Trời ơi, để qua chở dì đi nhà thương, mai ra còn kịp. Đừng, đừng chạm vào má tôi, không cứu vãn gì được nữa đâu. Trời ơi trời, sao mà độc ác như vậy hả? Trời ơi, dường như là em quán trách qua có phải không? Bình tĩnh lại đi em, bình tĩnh. Rồi qua, qua cho em xem cái này, để coi qua có nói sai, nói quan cho người ta hay là qua nói đúng. Nè, em xem đi. Ngày rằm tháng 6, Lâm Thủ Thiệp, con của hội đồng Lâm Yên sang học bên Pháp, đã thi đậu tú tài, sẽ cưới cô Hà Thị Ngà, ái nữ Hà Xuân Vinh, nhà cự phú ở Phú Lộc. Qua đã nói với dì, với em, nó là thằng điếm. Nó đã thấy cái gia tài về qua hết. Em không có tiền nên nó bỏ em mà kiếm nhà giàu khác, em thấy chưa? Mẹ cha vĩnh biệt, sự nghiệp tiêu tàn, nhờ một chút tình riêng làm lẽ sống, vậy mà nay chút tình ấy lại cũng rã tan. Vậy thì sự sống của tôi còn lại gì đây? Phụng à, tội gì em phải dương lấy khổ đau với kẻ vong tình bạc nghĩa. Quà hứa trước vong hồn của dì là từ nay sẽ hết lòng bảo bọc cho em. Tình quá yếu sâu gì đâu, biển trời quanh nhiều, gió giông chim chiều ngưng hót, trăng buồn trăng trớ bóng mây. Hỡi ngôn sao chiều ngày xưa, nơi đâu có hay chăng, nơi đây cánh hoa heo tàn, thôi đành nhắm mắt buông xuôi. Con sông chiều nay nhắn ai đôi lời về nơi chốn xưa, mây bay ngàn xa sầu ngàn năm mấy có hay. Chỉ còn vài bộ đồ và mấy mươi đồng bạc. Nữ trang của mẹ sắm đã bị bọn cướp giật mất rồi. Chỉ còn đôi bông tai và sợi dây chuyền đeo trong người. Muốn xin vào trường học thêm để thi lấy bằng đi dạy thì sợ quá tuổi. Rồi giấy tờ khai sinh đâu mà nộp. Bỏ xứ trốn nhà, lánh xa người anh bất nghĩa, lên ở đậu nhà ông bà Phan Kim là chỗ thâm tình. Khi khốn khó ăn nhờ ở đậu thì người ta đã tỏ vẻ miệt khinh. Còn Duy Linh, anh ra đi bà phương nào hỡ anh, bây giờ anh ở nơi đâu, phải chi lúc này được gặp anh để anh lo dùng cho em trong cơn khốn cùng. Thấy em buồn tôi tìm cách giải khuây, em ốm đau tôi lo lắng ngày đêm. Anh buồn gì mà
bỏ xứ ra đi. Cho đến nay anh phiêu bạc nơi đâu, em cũng buồn khi phải xa quê. Thân cục côi nổi trôi mười phương, còn chỗ nào để mà nương tựa, phải đành đi ở mướn cho người ta. Sao không đứa nào chịu đổ nước? Trời ơi, bình voi khô queo vậy nè. Mấy đứa trong nhà này thiệt, không có coi sóc việc gì hết trơn á trời. Để mời nó mới chịu làm mà. Cô kia, ngồi xuống cục đá đó, cho bà hỏi chuyện chút coi. Dạ, bà lớn dạy hỏi điều chi con nghe, cho con được phép đứng hầu bà. Ờ, biết lễ nghĩa như vậy là điều tốt á. Nghe nói cô là cháu của ông bà Phán Kim, chỗ thăm tình á, nên bà mới nhận cho cô đến ở giúp việc. Nghe bà Phán nói cô cũng thuộc vào hệ tứ đức công ngôn dung hạnh. Mừng, bà mừng lắm. Cô ráng chỉ dạy cho cô hai cô ba, hai đứa con của bà thiêu thùa mai giá, rồi phấn thoa son, với lại dạy thêm một ít tiếng Tây. Nghe nói cô học cũng khá mà chưa có bằng phải không? Dạ. Thời buổi này mà không có bằng cấp á, thì cũng khó mà vươn lên với đời. Như cô vậy đó, chỉ cỡ như vậy thôi. Nếu không có tài sản của cha mẹ để lại, hai đứa con của bà nè, con hai Nguyệt á, nó hơi khó khó, còn con ba Quê á, nó rất khó, lại thêm tửng cả tửng nữa chứ. Cô ráng dắt dìu hai cô bà hậu hỷ. Hổm rày ở đây cô cũng biết mà. Dạ. Nghe nói cô ở dưới Bạc Liêu, vậy chứ cô có biết ông bà Phủ Thiện không? Thưa bà lớn, con biết. Có nghe cậu thầy ký Bác Kính con ông Phủ đã nói vợ con gì chưa? Thưa bà lớn, hồi còn ở Bạc Liêu thì con ở trong ruộng, và con lên trên này hơi lâu rồi nên con không biết việc ấy. Muốn kết thông gia, muốn sa hữu nếp mà còn bày đặt lần mò lựa chọn, có chỗ nào được được cả phất cho rồi. Gì mà gả với không gả vậy thưa bà lớn? Chị Phán Kim mới tới hả? Dạ. Nói chuyện mấy đứa con gái nhà này mà. Ôi, ông nhà tôi á, ông nói là có ông Phủ Thiện ở Bạc Liêu muốn cưới con gái tôi cho con của ông. Cứ nói hoài à, mà tới nay chưa thấy đến coi mặt coi mày. Chị ngồi chơi. Dạ. Dạ, cháu chào bác Phán. Sao? Tôi gửi cháu ở đây giúp việc, được bà lớn thương tình, chắc con cơm ngọt canh rồi ha. Dạ. Thôi, vào trong lo cho cô hai cô ba đi, để bà tiếp khách. Nè nè nè, ba cái dụng cụ thiêu thùa mai giá son phấn gì đó, để trưa chiều rồi dẫn nhau đi mua sắm. Dạ. Sao hôm nay làm việc gì mà chị trốn mất vậy? Sao không lên đánh bài chơi? Trời ơi, để tôi nằm ở nhà một mình buồn muốn chết được vậy đó. Sao còn cái chuyện ông cầm mi đảnh ở gần nhà chị đó, ba của ổng là cai tổng gì ở Sa Đéc đó, chuyện ra làm sao rồi? Dạ, bẩm bà lớn, ông cầm mi đảnh á, ông nói nghe kỳ quá à. Bởi vậy hôm nay á, tôi không biết làm thế nào để nói cho bà lớn nghe. Ông nói giống chi mà chỉ cho là kỳ? Hai đứa con tôi đứa nào ông đành bụng, ông cứ nói đi, rồi tôi sẽ gả liền. Tôi thì không phải như là mọi người, đợi gả được con chị rồi mới tới đứa em. Dạ thưa bà lớn, hôm trước tưởng ổng không chọn cô hai, mà để tâm cô ba quê gian dấp mặn mà. Bữa nay
hỏi tới ông cũng lắc đầu. Ông chẳng chút nào dương dân tới hai cô. Vậy chứ ai mới là người ông dương dân? Dạ, ông nói ông ưng bụng con cháu gái của tôi. Vậy? Con Phụng hả? Dạ. Thế ra ông muốn con Phi Phụng hay sao? Sao chị không hỏi ổng vì cớ nào chê chủ nhà mà lại muốn đầy tớ chứ? Dạ bẩm bà lớn, tôi có nói chứ. Tôi nói con kia là con mồ côi không chỗ tựa nương. Bà lớn thấy vậy thương tình nên muốn ở cho hai con có bạn. Ông nói hai cô là ngà là ngọc, thật xứng đáng, ông không dám chê chỗ nào. Ông nói cha mẹ ông giàu thì cần gì phải cưới vợ giàu sang. À, tôi còn nói á, con Phi Phụng á, nó là cái đồ trôi sông lạc chợ, xứng đáng gì mà đòi cưới nó. Nhưng mà ông cứ nhất định như vậy nha. Ôi, thứ đồ gì kỳ cục quá. Tôi không chịu gả đâu. Thôi thôi thôi, chị đừng có nói nữa. Ai thở đời nay người tử tế lại đi muốn nơi đầy tớ của người ta bao giờ? Dạ, dạ bẩm bà lớn, dạ tôi về. Ừ, hôm nay cũng không vui vẻ gì mà đen với đỏ. Tôi đã nói với má rồi, chỗ nào có nói là chị em tôi lu mờ à. Cái gì nó cũng hơn tụi hết trơn á. Nó lớn lớn tôi nhiều lắm rồi nghe. Đi với nó người ta nhìn nó không ai nhìn tôi, mặc dù tôi bự hơn nó gấp đôi. Ê, cái chị kia, ta nói mày á, nhanh vậy. Bây giờ ta mới nói nè. Mấy bữa nay chị lơi lả tươi cười, kiếp của tôi sao liếc mắt đưa tình. Chị có biết là tôi đây rất là ghét những người không suy xét mà đòi trèo cao thấy ghét. Chị giả vờ kính đáo đoan trang chứ thật tình chị lơ lả vô cùng. Dạ tôi có biết gì đâu mà cô ba nói như vậy. Dạ tội nghiệp tôi. Chuyện rõ ràng vậy rồi mà còn trả treo nữa. Nè nè, từ nay về sau làm ơn cô che bớt cái sắc đẹp của cô lại, thấy không? Ém lại bớt đi, đừng có để lộ ra. Nếu mà còn muốn ở lại đây, người ở không có quyền đẹp hơn con của chủ đâu. Nhớ nha. Mình không nhà cửa, bỏ đây rồi biết đi đâu. Thì cho chị biết nghe, tôi không có thèm học theo học chữ nữa. Thì cho đời chị lúa luôn á, chị thất nghiệp luôn á. Nói cho chị biết nè, thà là có việc làm, được người ta mướn làm, có công ăn việc làm, dù tiền nhiều tiền ít còn hơn là không có chuyện làm. Khổ lắm á, đói nhằn rằng chị biết không? Động tới một chút á thì chị Nguyệt chị Bình làm như tôi ác lắm vậy. Tính ra chị ác hơn tôi á. Từ nhỏ tới giờ tôi mới có người để ý tôi mừng muốn chết luôn à. Vậy mà nở lòng nào cũng đi hót rớt của tôi à. Dạ bực bội. Thưa cô ba, lúc nào tôi cũng biết thân phận của mình mà. Nè 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 nè, hết chỉ thiêu, phấn dội mặt cũng hết rồi. Lát dẫn tôi đi chợ Bến Thành mua sắm, ra ngoài thứ nào tốt chị chỉ giùm tôi nghe. Dạ, xin phép bà và cô cho tôi vào trong sửa soạn. Sửa soạn gì nữa? Con thay cái áo khác, áo này xúc chỉ sờn vai rồi. Thôi 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 thôi, đủ rồi, mặc áo đó được rồi. Làm ơn đừng có diện quen thói hoài. Hãy ra khỏi nhà thì quần này áo nọ. Muốn làm ở chỗ hả? Muốn bắt giữ cái thứ đứng đường á hả? Dạ. Tức dễ sợ á. Hễ không có nó thì tôi là số 1, mà có cái mặt của nó rồi tôi tuột xuống số 2 à. Dầu gì tôi cũng là con bà Đốc Phổ mà. Thôi con, tức. Từ từ rồi má lựa chọn tìm kiếm cho. Không được thằng này thì lựa thằng khác. Đàn ông con trai mà, thiếu gì mà lo con. Không lo. Chẳng hiểu tại sao mà tôi cũng là con của kẻ giàu sang mà người ta không màng để ý. Nợ
nhân tâm làm ngơ ngoảnh mặt cho đền. Cũng đông là phấn hồng nhan trời đã ban dành, người con gái nào mà không có nỗi ước mơ thời son trẻ. Bước vào đời là muốn tìm đến đỉnh cao, tôi muốn biết rằng cũng tại vì đâu mình để ý đến người ta mà người ta không muốn. Có lẽ tôi quen em sống trong giang sơn gia đình hạn hẹp, nên lạc lòng chơi vơi ngoài xã hội quay cuồng. Con ơi, đã lâu lắm rồi má quên dạy lại cho các con nghe một nét nhỏ trong công ngôn dung hạnh mà người con gái nào cũng phải thấm nhuần khi bước vào tuổi thành nhân. Thì bây giờ má nói đi tôi nghe mà. Người con gái như đóa hồng nhung khoe mình trong nắng sớm, mà bướm lượn ong dờn chờ đợi hút nhụy qua. Muốn được cảm tình trước hết phải giữ gìn phẩm hạnh nết na, vì bao giờ cái nết cũng đánh chết cái đẹp. Đừng để mất nét dịu hiền đoan trang thùy mị, ăn nói phải dịu dàng miệng luôn nở nụ cười tươi. Dẫu cho chẳng đẹp bằng ai, tốt gỗ hơn tốt nước sơn bên ngoài. Má ơi, má nói nghe, nhưng làm sao mà xóa được ấm ức trong niềm đau hiện tại. Con của ông bà chủ mà không bằng con ở, tôi hành hạ nó cho thỏa lòng với mối nhục kia. Dài đã đời rồi cũng như là má không có được nói đàn khải tay trâu nghe. Cũng như nước đổ đầu dịch. Dịch được. Ủa, Phi Phụng, em đi đâu đây? Em lên trên này làm chi? Đi với ai? Em lên ở trên này đã 5-6 tháng nay. Em dẫn cô ba đây đi mua đồ vừa ở trong tiệm Văn Minh Tiến Phát ra nè. Cửa hàng của tôi đó. Mà em lên trên này làm chi? Anh Duy Linh, em khổ lắm. Gia tài của em họ giật hết rồi. Em như kẻ lạc chợ tôi sống, cha mẹ em đều khuất hết rồi. Giống gió cuộc đời vùi dập ta tới. Ủa, bác trai bác gái mất hồi nào? Sao không cho tôi hay? Biết tìm anh đâu, anh ở đâu? Bỏ xứ ra đi không một tiếng tạ từ. Buồn giận điều chi cũng chẳng nói cùng. Em gánh chịu một mình. Ôi thảm trạng nào làm khổ đời em. Anh ơi, tưởng đâu năm tháng đi qua trôi theo dòng đời em. Ngờ đâu trời nổi phong ba dập vùi thuyền con nghiêng ngã giữa ngàn khơi sóng dày muôn trùng.
làm sao cho phần bạc má hồng. Cánh hoa quý mà ngày xưa tôi trân trọng, nay ủ rũ héo gầy bởi nắng gội sương trăng. Em đâu còn ai để mến thương, gặp lại anh đây em thấy mình như sống lại. Đơn độc bơ vơ thân phận lạc loài, nhục nhã chẳng dám than buồn không dám nói. Ủa, rồi giờ sao không chịu về ha? Chuyện gì mà nói dây dữ vậy ha? Cô ơi, xin mời cô vào tiệm ngồi chơi, cho tôi hỏi thăm em tôi một chút rồi sẽ về. Thôi, đừng có dụ, muốn gì thì cứ đứng đây nói chuyện được rồi. Tôi ở đây cho mấy người 2 phút nữa đó nha. 1, 2, 3 giây, 4, 5, 6, 7. Phụng. Phụng ơi, tại vì đâu mà em trôi nổi, tại vì đâu mà em sơ xác cơ hàng. Tôi vẫn đinh ninh em sống trong nhung lùa sông vàng. Nếu biết trước em sẽ có ngày khốn khổ, tôi đâu đành lòng cất bước ly hương. Nếu không nể hà, em cứ đến tựa nương. Tình cảm anh em ngày xưa đến bây giờ tôi vẫn giữ. Tại vì đâu mà gia đình em tan nát, sự việc thế nào mau kể tiếp cho tôi nghe. 120, trời ơi vừa đúng rồi, đúng 2 phút. Thôi nghe, vừa rồi nghe, bây giờ chưa chịu về bắt tôi chờ đợi phải không? Thế trời là con mắt chấp lia chấp lia. Ý chết nè, con mắt tôi chớp mà. Dạ xin cô ba cho tôi nói thêm một chút. Bây giờ thiệt chị không chịu về phải không? Cô ba, tôi sẽ về liền à cô ba. Anh ở đây phải không? Phải. Tiệm này là tiệm của tôi. Tôi ở đây một mình với thằng Cử. Em cứ đến đây chơi, đừng ngại. Thôi, để bữa nào rảnh em ra thăm, rồi em sẽ kể hết việc như em cho anh nghe. Em về nghe. Em lên đây em ở đâu? Em ở trong chợ đuổi á. Thôi em đi nghe. Linh. Linh. Dạ. Làm gì đứng đây vậy cháu? Dạ chào chú. Linh à, mấy tháng này chú không ghé tiệm, không về bây giờ được như vậy, cháu bán đồ nhiều chẳng thua ai, trưng bày cũng khang trang rôm rả, vốn liếng chắc cũng trên 400 ngàn, kể ra thì cũng mau phát. Dạ cháu mới vừa dẹp bớt chỗ hớt tóc để đặt thêm chỗ bán hàng. Bộ hớt tóc không khá hay sao? Dạ thưa cũng khá, xong trộn rộn quá nên cháu dẹp để mở thêm chỗ bán hàng. Dạ mời chú vào tiệm chơi. Thôi ngồi đây chơi cho mát, chú đã ghé vô và thấy hết rồi. À, cháu có vốn nữa không mà tính mở thêm cho lớn vậy? Thưa chú, cũng có vốn dư chút đỉnh. 2 năm nay mà chỉ như vậy thì cũng chưa gọi là khá. Thưa chú, sao à? Hồi trước á, tao biểu đi làm việc quan để có mặt mày với người ta, rồi tao sẽ làm mai cho con ba Kiệm. Lọt vô chỗ đó coi có phải làm giàu liền được hay không. Không chịu nghe lời để đi sang tiệm hớt tóc bán hàng. Đã 2 năm mấy mà cũng chưa có phố xá vườn ruộng xe hơi. Gần đây chú nghe nói lại con ba Kiệm hiện nay có chồng giàu lắm cháu ơi. Dạ được như vậy cháu mừng cho cô ta. Nghe nói thằng chồng nó có tới 2 cái xe hơi. Trước kia thằng nọ nó ở tại thành thị,
mẹ cha ở Bạc Liêu làm tới chức quyền rất nhiều vườn ruộng. Ta không biết nó ấm ức cái gì đó mà nó hay nói với thím của cháu, nếu có lấy chồng á thì lấy cỡ ông với thầy, chứ hạng dưới nó không bao giờ lấy đâu. Ôi, gái như cô Ba Kiềm có đáng gì mà chú tiếc hoài nói hoài. Đối với những người ăn nói không mực thước, xem trọng tiền bạc hơn là chữ nghĩa nhân, chuyện trai gái không biết dè chừng giữ ý. Nói thiệt với chú, nếu mà cháu có tính cưới vợ thì với những cô như vậy cháu không thèm cưới đâu. Bộ mày sang trọng lắm hay sao mà mày chê con Ba Kiềm? Tao sợ mày á tìm cho đến già cũng chưa được một con vợ như vậy đâu. Tao muốn cho mày được bước trên con đường giàu sang mà mày không chịu. Sau này có khổ có nghèo đừng có đến làm phiền tao nữa. Thôi tao về. Con Phi Phụng đâu? Ra cho tao hỏi một chút coi. Dạ, dạ thưa bà lớn gọi con. Tao tưởng mày là con nhà tử tế nên tao mới mướn ở. Trước là tập cho con tao theo thùa, sau đó chơi với nó cho có bạn. Nhưng tao không dè, mày là đồ hư. Đã mấy tháng cho gần gũi con tao, nhưng tưởng rằng học được cái hay, chứ đâu ngờ phải học cái nhút nhơ. Dạ con phạm điều gì xấu xa, bà lớn nói khi con chưa tận tường. Tao muốn mày mau rời khỏi cái nhà này, về với chị Phát Kim hay ở đâu mặc tình. Vì tao không thể chứa loại gái lằng lơ. Mấy tháng trước á, tao phát tiền đủ cho mày rồi. Còn tiền công tháng này đây nè, cầm đi. Mày cầm lấy rồi gói áo quần đi khỏi mau. Đi ra khỏi cái nhà này lập tức. Tao nói quan cho mày lắm, mày sao mày khóc mày? Hả? Thưa bà lớn, con ở trong nhà bà lớn mấy tháng nay, con chưa hề bước chân đi chơi một mình một lần nào hết. Đi đâu cũng có bà lớn hoặc là cô Ba đi với con. Con tuy phận nghèo hèn, nhưng mà con biết trọng cái danh tiết của con. Chẳng hiểu vì cớ nào mà bà lớn lại rầy con. Thứ mật mày còn danh tiết nổi gì? Đừng nói danh tiết, tao mắc cỡ lắm mày. Dạ, bẩm bà lớn. Xin bà lớn chớ vội đánh giá thân phận con nhà nghèo với lời lẽ miệt khinh, mà chẳng chút lòng xót thương. Con nhà giàu sang với con nhà nghèo cũng đồng là người như nhau. Có khi con nhà giàu chẳng đoan trang, cũng lắm khi con nhà nghèo mà đức hạnh, chứ đâu phải nết na là của nhà giàu, còn xấu xa là của người nghèo. Thôi thôi, đừng có làm bộ mặt chính chuyên, cũng đừng xiên xỏ trả treo. Con nói đây là nói thật lòng mình, vì tự thấy chưa nhớ nhút điều gì. Chiều hôm qua mày gặp trai ngoài chợ, nói chuyện và khóc lóc là sao? Bẩm bà lớn, người nói chuyện với con hôm qua đó là người anh bà con, chứ nào phải ai xa lạ. Con cũng tự biết phận mình là kẻ ăn người ở. Dù gặp lại người thân cũng không có đủ thời gian để bày tỏ thâm tình. Chỉ một vài câu vội vã hỏi thăm về cuộc sống gia đình, chứ con đâu có làm điều gì xấu hổ. Xin bà đừng nghi ngờ con trai gái với người ta. Phận cốt tôi cũng rất cần lời giải bảo rầy la. Con nghĩ là bà lớn thương con
nên từ lâu cũng không hề quán trách. Nay bà lắng nghe lời cay đắng của cô ba, gan ghép cho con mà buông lời sĩ già. Hôm qua tôi lại gần đây tôi thấy rõ ràng hai người nói chuyện với nhau rồi. Nếu mà không phải trai gái với nhau sao đứng khít bên à? Hả? Rồi còn nói chuyện rồi lại khóc nữa. Rõ ràng rồi. Cô ba quan cho tôi mà. Dạ thưa bà. Bà ơi, thân con tuy ở mướn nhưng cũng biết được điều hay lẽ quay. Từ ngày cha mẹ mất đi, con không kẻ giấc diều. Lưu là bơ vân trên dạng nẻo đời, thì con phải cần lo giữ tròn danh tiết, chứ con nào dám lơ đền vì người ta giàu sang. Dù có bị xấu hư thì người ta lấy của mà che đầy. Còn phần con nghèo không có vật gì quý giá, chỉ có tiết hạnh làm đầu để bảo vệ lấy thân. Trời đất ơi trời ơi, ý của chị muốn nói là nó động tới tôi á, phải không? Tôi hư cái chỗ nào chị chỉ ra đi. Nếu chị nói không xui thì coi chân tôi á nha. Thưa cô ba, tại bà lớn nói quan cho tôi nên tôi phân phải trái cho bà lớn nghe, chứ tôi đâu có dám nói động tới cô ba. Dạ thưa bà lớn, nếu nay bà lớn không muốn dùng con nữa, bà lớn nói một tiếng thì con phải đi liền. Con không dám cãi bà lớn đâu. Dạ xin phép bà lớn con đi. Thì tao đã biểu hồi nãy rồi, con xin phép xin tắc gì nữa. Tôi sẽ chấm con mắt coi cuộc đời, đi quên cuộc đời của chị tốt đẹp cỡ nào. Ôi cha mỏi mặt quá. Thầy hai à, tôi hỏi thiệt, có phải thầy là con của Nguyện Hàm ở dưới Bạc Liêu không? Thưa phải. Ủa, nhưng tại sao dì hỏi vậy? Từ ngày quen với thầy trong những lúc đánh bài chơi ở nhà bà Băng Cách ở trong chợ lớn á, tôi chỉ biết thầy là thầy Hai Vàng, chứ đâu có biết thầy là con của Nguyện Hàm tên Quỳnh Tú Cẩm. Thầy à, được lãnh gia tài giàu có lắm mà. Nhưng Hai Vàng hay là Quỳnh Tú Cẩm cũng đâu có dính dáng gì tới gì. Có chứ sao không. Ông Nguyện với nhà tôi ngày xưa là bạn thân mà. Mỗi lần lên Sài Gòn là ghé nhà tôi ở. Bữa nay tôi nhắn thầy tới đây để hỏi thăm thầy một chuyện. Thưa, dì muốn hỏi việc chi? Hai vợ chồng ông Nguyện mất, để lại một gia tài đồ sộ cho thầy được hướng giàu sang. Gia đình ruột thịt chỉ còn có hai anh em, sao thầy nhẫn tâm tệ bạc với em mình, không bao bọc dưỡng nuôi cho trọn nghĩa vẹn tình. Để nó lên đến khốn cùng khổ cực, đậu ở nhờ làm mướn làm thuê. Có phải gì muốn nói đến con Phi Phụng? Thì nó là em thầy chứ có đứa nào nữa hay sao? Thưa, bây giờ nó ở đâu dì có biết hay không? Sao lại không biết? Nếu dì biết thì dì chỉ giùm cho tôi. Cảm ơn dì nhiều lắm. Có phải là tôi bỏ nó đâu, tại nó không chịu ở với tôi. Nó bỏ đi biền biệt cho đến nay, tôi tìm kiếm hoài mà không gặp. Dì à, dì làm ơn cho tôi biết nó ở đâu, để tôi đi rước nó về liền ngay bây giờ. Từ ngày nó lên đây, nó ở đậu nhà tôi nè. Sau đó nó xin đi ở mướn.
Mới hồi sáng này nè, nghe chủ nhà mắng vốn và đuổi nó đi rồi. Tôi chưa gặp nó và cũng chưa rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Một lát nữa thế nào nó cũng mò về đây thôi, chứ có chỗ nào đâu mà ở được. Thưa dì, tôi thương nó lắm, tôi nhớ nó lắm. Những ngày xa vắng nó là tôi đau khổ lắm dì biết không. Tôi muốn gặp nó. Thầy làm gì mà nôn nóng quá vậy? Thầy có đi chơi hay là có việc gì thì cứ đi đi. Trưa chiều gì nó về đây, tôi sẽ nhắn cho thầy biết. À, như vậy cũng được. Thưa dì tôi đi. À, dì à, dì cầm chút đỉnh đây để gọi là tiền xe pháo ngựa. À, nếu mà dì giúp tôi rước nó về nhà được thì ơn dì tôi xin đền đáp. Hậu tạ phải không? Dạ, chẳng sai. Ý, dường như là em tôi nó về tới kìa gì. Ủa, đi đâu mà từ sớm mai tới bây giờ mới về tới đây? Dạ, sẵn dịp cháu đi kiếm việc làm. Phi Phụng, ý trời đất ơi, em đi đâu mà bạc tâm bạc tích vậy? Làm cho anh tìm kiếm hết sức vậy em. Nè, anh em gặp nhau rồi, cứ hàn huyên tâm sự. Thầy Hai à? Dạ. Thầy Hai ráng xử sao cho có nghĩa có tình đó nha. Dạ, xin dì cứ yên tâm, tôi là người rất biết điều mà. Phi Phụng à, cha mẹ giàu có, để ruộng đất bạc tiền lại không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Có hai anh em à, mà em không thương anh, em bỏ đi đâu cực khổ cho đến nông nỗi này. Phụng à, em hãy theo anh về, chung hướng trên sang giàu, bỏ những ngày gian lao, đừng giận hờn chi anh. Anh xót xa trong già khi thấy em bập bên trong đời, người ta sẽ mắng anh vô tình, chớ nào ai hiểu cho lòng anh. Ai cần anh bận tâm kiếm tìm, người vô lương hãy đi về đi. Phụng ơi, sao em lại vô tình trước những lời anh thật lòng năn nỉ. Em hãy theo anh về nhà mà ở, chẳng nên đi làm mướn làm thuê cho thiên hạ chê cười. Từ ngày em bỏ đi anh hối hận vô cùng, nhà vắng em rồi anh buồn rầu không chịu được, nên về chợ lớn mướn nhà chứ không ở bạc liêu. Tuy vậy mỗi tháng đều có xuống thăm non, tới mùa gặt thì xuống ở gót lúa ruộng. Anh hết sức tìm em với tấm lòng thương tương, nhưng chẳng biết tìm đâu và trôi giạt phương nào. Anh đã cưới vợ rồi, vợ của anh tên là Ba Kiềm, nó cũng biểu anh đi tìm em về nhà nuôi. Nó nghe anh nói nó cũng thương em lắm. Thôi đi về ở với anh đi, thủng thẳng rồi anh lựa chỗ xứng đáng để gả em lấy chồng. Anh nói thiệt, nếu kiếm chồng cho em mà không hơn thằng thủ thiệp á thì... Tôi đã để hết gia tài cho anh rồi, anh chưa vừa lòng hay sao mà còn theo chọc ghẹo tôi hoài vậy? Phụng ơi, em đừng nói cho anh buồn, tuy được an tòa cho phép anh hưởng trọn cái gia tài, nhưng anh lúc nào cũng theo em năn nỉ, mong em về nhà ở cùng anh để chung hưởng giàu sang.
Trước là cha mẹ vui lòng ở dưới cửu nguyên, sau nữa người ngoài khỏi có dị nghị. Phụng à, tại em chẳng nghĩ suy nên mới ra thân cực khổ, chớ nào phải tại anh ghét bỏ bao giờ. Tôi không thèm đâu, thà là tôi đi ở đợ để mà sống mà tôi cũng vui nữa, chứ còn hơn về ở với anh á, tôi không vui chút nào hết á. Kìa, sao vậy? Anh có khắc khổ với em hồi nào đâu mà em hờn anh. Hay, cha mẹ chết hết, bây giờ còn có một anh một em à. Cháu đừng có cố chấp như vậy không nên. Cháu phải nghe lời bác, đi về là hơn. Đi về ở với thầy hai đây á, thì cháu còn có anh em giàu sang, thì không thể bỏ đi quan, mà nên về ngay với thầy hai, về với ruột thịt còn hơn sống với người lạ. Bác đây không thể nào chưa cháu ở trong nhà. Nếu gì không chưa thì em ở đâu với thân gái bơ vơ. Trời ơi, quá đau lòng tôi nè. Nếu cần anh gian lại để tỏ bài chân thật. Thầy hai đã hết lời, thầy thương cháu vô cùng. Anh thương em nên anh đã nói hết lời mà em không nghe. Thiệt, anh buồn quá. Thôi, em cứ suy nghĩ lại, anh về, rồi bữa nào anh sẽ ra thăm. Nếu mà em thuận ý thì anh rước về luôn. Bữa nay tình cờ gặp em nên anh không có sẵn bạc ở trong mình. Nè, em lấy đỡ vài trăm mà xài, rồi bữa nào anh sẽ đem ra nữa cho. Anh cất đi, tôi không lấy đâu. Dì ơi, hay là dì cho tôi gửi cái này, nhờ dì lo giùm cho em nó. Được rồi, được rồi, thầy cứ yên tâm, như vậy là quý hóa quá. Phụng à, nghe em kể chuyện gia đình, thật tình thì anh không thể nào ngờ được em từ nhà bác Phán Kim nào đó đến tìm anh phải không? Dạ. Gia tài sự sản của em bây giờ chỉ còn có bấy nhiêu đó thôi. Có lẽ cũng tại anh nên thân em mới cực khổ đến nước này. Phải chi anh cứ ở Bạc Liêu, lúc em mất cha mẹ và tiêu tan gia tài, rồi thiên hạ trở mặt thì có anh. Mà anh cũng tệ nữa, bỏ xứ đi mà muốn nói trước cho em hay, không có gửi thư từ gì hết. Em tưởng anh giận em. Nhiều khi em muốn đi kiếm, coi tại sao mà anh lại đi. Ngặt việc nhà bối rối luôn luôn à, nên không đi đâu được hết. Em nghĩ là anh đã hết thương em. Nín đi em, đừng khóc nữa. Anh thương em nhiều lắm chứ sao lại không thương. Anh vẫn thương em như ngày nào phải không anh? Anh Linh, tình thương trao gửi về em, dẫu cho năm tháng qua đi không thể bôi xóa trong anh ngày thơ. Dường như anh có điều chỉ như oán hờn em trong ánh mắt buồn. Phụng ơi, từ bây giờ anh rất sợ phải mất em nên ngại ngần bài to. Bấy lâu nay bỏ xứ ra đi để tự mình đài đọa ôm môi tương tư thầm lắng muôn đời.
đã yêu em trong say đắm nghẹn ngào, cứ ngỡ mình sẽ chìm vào tuyệt vọng, nhìn theo thuyền tình nước sông ra khơi. Ôi, có phải đây là đích thực của tình yêu mà bấy lâu em mơ hồ như chờ như đời? Anh tưởng như đang sống trong huyền ảo xa xôi, siết chặt vòng tay sợ cánh hồng tan biến. Em nghĩ trên đời này bây giờ chỉ còn một mình anh có lòng thương em thôi. Lúc sang giàu dễ gì đó được lòng người tốt xấu, thuở hàng viên mới thấu hiểu thế thái nhân tình. Anh Linh khóc đi em, khóc cho ai niềm đau nỗi khổ anh hứng giọt sầu thương cùng san sẻ chuyện vui buồn. Khóc cho thật nhiều đi để chảy tan sầu hận trong lòng, những giọt nước mắt đã qua túi xanh mầm hạnh phúc. Anh nguyện một đời dung bón nụ tình yêu, rồi đấy chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Em hết bơ vơ, anh không còn cô lè. Em là nỗi đam mê đi vào hồn anh, rạng rỡ xóa tan hết u sầu và tỏa ngát hương yêu. Tình anh đối với em như vậy, tại sao hồi đó không chịu nói? Nói sao được, khi xung quanh em biết bao kẻ giàu sang đến xin dạm hỏi cưới em, lúc đó anh chỉ biết trơ mắt và buồn thân tuổi phận thôi. Anh Linh nè, em có chuyện muốn hỏi cùng anh. Em muốn hỏi gì? Xấu là Tú Cẩm người xưng là anh của em thưa kiện rồi đoạt hết gia tài của em, bây giờ đã cưới vợ rồi, về mua nhà ở trong chợ lớn. Thình lình ảnh đến nhà bà Phán Kim gặp em, em trốn tránh không có kịp nên phải chào hỏi ảnh. Rồi anh ấy bắt em về phải không? Làm gì phải bắt, năn nỉ em thì có. Ảnh năn nỉ hết lời vậy đó, xin em về nhà mà ở với ảnh cho ảnh nuôi. Ông anh của em là Quỳnh Tú Cẩm phải không? Dạ phải, Quỳnh Tú Cẩm đó anh. À, chắc có lẽ là chồng của cô Ba Kiềm. Đúng như lời của chú Phước Đằng đã nói. Anh suy nghĩ gì vậy? Thì em nói đi, anh nghe nè. Ba Phán Kim cũng theo khuyên dỗ em hoài à, nhưng mà em nhất định không về, bởi vì lòng em còn hờn anh Tú Cẩm không biết đời nào cho phai được. Bác Phán Kim thì muốn làm áp lực không cho em ở đó nữa. Hay là em đến đây ở? Ý mà anh thì lúc nào cũng mong muốn em ở đây, nhưng khổ nỗi là sẽ bất ổn cho chúng mình, người ta sẽ dị nghị thì tội nghiệp cho em. Nghe anh hỏi nè, trước khi gặp Tú Cẩm, em có biết anh ấy về ở trên chợ lớn chưa? Dạ không, em có hay anh về trên này hồi nào đâu. Anh có nghe lâu rồi, anh cưới vợ thì anh đã hay rồi. Mấy lúc sau này anh ấy ghé mua đồ ở tiệm kế bên anh nè. Ủa, vậy anh biết mặt anh Tú Cẩm hả? Không, từ trước đến giờ có gặp lần nào đâu, đến bữa đó anh mới biết. Người vợ ở đâu mà anh biết? À, cái cô đó đó, cô đó hay ghé tiệm anh mua đồ lắm. Có một bữa cô nói chuyện với người ta rằng cô gần có chồng, và chồng cô tên là Tú Cẩm. Bởi vậy chừng cổ đi chơi với chồng cổ, anh mới biết.
Thôi, nếu anh biết mặt vợ chồng của anh Tú Cẩm lại càng tốt hơn, chứ không có hại gì. Còn chuyện của em, anh quyết định cho em đi. Em nên về mà ở với Tú Cẩm. Vì cớ nào mà anh lại khuyên em như vậy? Anh cũng biết em với anh Tú Cẩm đã có hiềm thù nhau mà. Ở chung một nhà thật là khó. Là thân con gái, em không thể lên đên với con trai được. Tạm thời em cứ về đó ở, thỉnh thoảng anh sẽ ghé thăm. Còn chuyện tình yêu của chúng mình, đời anh chỉ có em thôi. Nói cho anh nghe đi. Khốn nạn lắm anh à, nói không được. Thằng Tú Cẩm nó là thú vật chứ không phải là loài người. Em lầm rồi nên em tức quá. Ủa sao vậy? Hôm nay em về với nó chẳng có chi lạ. Mới hồi khuya này nè, nó dở thối sàm sỡ. Em ngủ nó lén dở mộng. Nó... Trời đất, rồi nó, nó có xúc phạm gì em không? Em ở đó hôm nay thường thấy khách khứa hay đến nhà, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có, người nào cũng nói chuyện bài bạc chứ không nói chuyện chi khác. Em nghĩ Tú Cẩm là dân cờ bạc. Em kể tiếp chuyện kia cho anh nghe đi. Thì hắn ta lén dở mùng leo lên giường của em. Em giục ngồi dậy, em hỏi lớn lên rằng: anh làm cái gì kỳ cục vậy? Nó nắm tay em và nó... Em giận quá, em giả vào mặt nó rồi bỏ chạy. Nó đã chạy theo ôm em. Em cào mặt nó, nó đánh lại em. Em lật đật giục chạy đi thì nó lại không chạy theo em nữa, nhưng nó lại chửi em và quăng vỏ quần áo của em rồi đuổi em đi ra khỏi nhà. Em mới đến nhà bà Phán Kim thuật lại hết đầu đuôi cho bà nghe về cái sự loạn luân của Tú Cẩm. Bà đã không minh vực mà còn rầy em. Bà nói là em nhiều chuyện, được sung sướng mà không muốn ở yên, lại đặt điều nói xấu Tú Cẩm. Rồi bà giận dữ đuổi em, không chứa em. Thôi nín đi em, đừng khóc nữa. Từ rày sắp lên em ở đây với anh, đừng đi đâu nữa hết. Mình nên hư thì mình biết, ai có xấu miệng nói thế nào thì kệ họ, miễn là mình không hổ thẹn với lương tâm của mình thì thôi. Chủ tiệm này là ai? Tôi đây. Ông muốn nói chuyện chi? Tôi hỏi ông đây là người có học, lại làm chủ một cửa tiệm, ông không biết luật hay sao mà đi dụ dỗ con gái rồi chưa chấp nó ở trong nhà? Nếu ông chưa tường, tôi nói cho ông biết, để tôi làm cho ông ở tù một chuyến, bỏ cái thói dụ dỗ con em của tôi. Đồ nhút nhát mà chưa biết thẹn, còn dám đến đây nhiều lời lắm chuyện, đặt điều nói xấu người ta. Hãy đi đi, bằng không tôi sẽ kêu lính bắt. Đồ bất lương, giả thú mặt người. Em cần gì nói thêm muộn tiếng, để một mình anh cũng đủ hỏi cho ra lẽ cái chuyện này. Phải ông là anh ruột của cô Hai Phụng đây không? Phải. Rồi sao? Tên ông là Quỳnh Tú Cẩm phải không? Phải. Rồi sao? À bất nhân dữ không? Vậy mà tôi không về nên không chào hỏi, xin miễn chấp. Mời ông ngồi. Ông ngồi đi, rồi tôi nói chuyện cho ông nghe. Ông muốn nói chuyện gì thì nói đi, cần gì phải ngồi? Mà tôi tưởng tôi với ông không có chuyện gì mà nói, để tòa nói chuyện với ông. Điều mà tôi muốn nói cho ông biết, ông là giống súc vật chứ không phải là người. Ông dám chửi tôi à? Tôi không chửi mà là mắng. Mấy tiếng của tôi mới nói đó,
cũng chưa vừa với sự nhút nhơ của ông vậy. Nhưng mà tôi làm gì? Con người ở đời nếu biết ăn cơm uống nước thì phải biết tôn trọng điều luân lý. Anh em một máu một thịt với nhau, dầu hồi nhỏ không được gần nhau, đến lúc lớn lên mới gặp nhau thì cũng phải thương yêu nhau như sanh một bọc, ở một nhà. Chứ có đâu lại trở mặt dành hết gia tài ăn một mình, rồi lại còn muốn làm cho nhơ nhuốc danh tiết của người ta, làm cho bại hoại luân lý trong gia đình. Tôi nói cho ông biết nghe, vì tôi kính trọng bác Quyện, bằng không thì tôi không để yên cho ông đâu. Về đi, đừng theo nói xấu và làm khổ cô hai nữa. Tụi bay đừng có làm phách, để rồi tụi bay coi tao. Anh Linh, em cảm ơn anh, mà em sợ nó không có nhịn đâu. Nó có tiền bạc nhiều, chắc nó sẽ thí tiền đặng mà làm hại lại mình đó. Anh à, em sợ. Em đừng lo, nó có giỏi nó làm thử coi, anh không sợ nó đâu. Cậu ơi, cậu làm ơn cho tôi hỏi thăm một việc có được không? Thưa bà, bà muốn hỏi thăm ai, có việc gì? À, tôi xin vô phép hỏi ông coi có con gái của ông quan huyện Quỳnh Tú Phan ở đây không? À, cậu đừng ngại, tôi ở ngoài Bắc vừa về vài tháng nay. Hôm trước tôi có xuống Bạc Liêu tìm, cuối cùng thì cũng được người ta cho biết có con quan huyện đang ở tại đây, nên tôi đến thăm chứ không có chuyện gì khác. Phi Phụng, bà này nói là bà con với em nè. Cô là con gái của quan huyện phải không? Dạ phải. Cô tên chi? Dạ tôi tên là Phi Phụng. Phải rồi, gương mặt nó giống ổng hồi còn trai tân quá. Thưa bà là ai mà biết cha tôi? Con ơi, qua đây là mẹ lớn của con. Tại thuở nay không gặp lần nào nên con không biết. Có lẽ hồi sanh tiền ba con chẳng nói. Thì ra bà đây là chân thất của bác Quyện hồi trước phải không? Phải, Lưu Mỹ Lệ chánh thất của quan Quyện hồi trước là qua đây. Bà tìm con mà chi, trong khi anh Tú Cấm đã được lãnh trọn hết gia tài. Đúng rồi, con trai của Hoa Sanh, Hoa đặt tên là Quỳnh Tú Cẩm. Cô gái sanh hẳn hồi cha của nó tên Quỳnh Tú Phan. Như vậy có gì đâu để nói thưa bà. Nhưng đứa con kia số không may nên đã chết hồi 8 tuổi đầu. Người tự xưng là Tú Cẩm xuống thưa kiện đoạt gia tài, đâu phải là con của quan mà nghĩ nó là phượng máu nhân. Trời ơi, nếu như vậy tòa xử lầm rồi. Thiệt là oan ức cho em tôi. Mấy năm nay quân gian lập kê mưu chiếm hết cửa nhà sang nghiệp. Phụng ơi, em có tội chi mà bị đọa đày?
thân gái bơ vơ lần đằng giữa cuộc đời. Hồi đó quan huyện cưới gì về, quan huyện thì mồ côi cha mẹ, vì còn một cha già. Ăn ở với nhau được ít năm trong nhà, thiếu trước hụt sau. Ông không chịu lo, cứ theo bài bạc. Nhiều khi không có tiền xài vì buồn phiền than vãn. Chồng đã không thương mà còn quạo quọ la rầy. Vì sớm mồ côi mẹ tự thuở thiếu thời, không được nghe những lời giải bảo nên ham gây gỗ với chồng. Chồng nói một, vợ phải nói hai. Vợ chồng cắn đắng nhau hoài, ông vẫn bỏ đi luôn trong nghĩa tình tè nhàng. Lẽ ra làm vợ gì phải dịu dàng êm ngọt, để quyền lớn bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Lúc nhỏ tại vì không rõ đường quấy nẻo phải nên không tính chuyện thuận hòa, mà lại còn oán hận chồng rồi sanh tâm làm quấy nữa. Mười mấy năm nay hãy nhớ tới chuyện đó thì vì hối hận vô cùng. Ông đã biết gì thay lòng đổi dạ, nhưng cũng không trách cứ một lời nào. Có hai vợ chồng chú Ba Hiển nhà bên cạnh, rời đất Sài Gòn đi lập nghiệp ở Bạc Liêu. Ông bỏ gì và quyết đi theo, biết lỗi của mình nên gì không dám nói điều chi hết. Nghe nói xuống Bạc Liêu ông khẩn đất làm ruộng. Ba tháng sau ở trên này vì đẻ một đứa con trai, tại nhà bảo sanh họ buộc phải khai sanh. Tuy vì biết đứa nhỏ không phải là con của ông, tình huống đó bắt buộc gì phải trình hôn thú, và đứa con kia có nguồn gốc rõ ràng. Vì đặt tên con là Huỳnh Tú Cẩm, cha Huỳnh Tú Phan, mẹ là Lưu Mỹ Lệ. Dì ơi, ông Ba Hiển là ba của cháu gốc ở Chợ Lớn. Ba cháu là bạn thân thiết với bác huyện hồi trước, chắc có lẽ dì biết ông già cháu chứ. Ủa, thì ra cháu là con của chú Ba Hiển đây sao? Hồi lúc chưa có cháu, hai nhà ở khích nhau mà. Dì à, sau khi sanh nở rồi, chuyện gì đã xảy đến nữa hả dì? Ông già của dì tánh tình ngái thẳng, chửi rầy là không cho dì trở về nhà. Ấy ẩm con thơ mà nước mắt chan hòa, một thân trơ trọi không nơi nương tựa, dì phải đi lấy chồng Tây để có tiền mượn vô nuôi con. Ở như vậy được 4 năm, ông chồng Tây của dì đổi ra ngoài Bắc. Sau đó dì phải ôm một nỗi niềm bất hạnh, với tờ khai tử trên tay khi con đã lìa đời. Thì ra anh Tú Cẩm đã chết ngoài đó. Phải, khai sanh khai tử của nó dì còn cất kỹ đây nè. Dì về đây hồi nào, sao dì biết con mà đi tìm đi kiếm? Cách đây mấy năm dì có về Sài Gòn, hỏi thăm mấy người quen thì họ nói cha con ở dưới Bạc Liêu
làm giàu nhờ ruộng, có vợ khác và sanh một đứa con gái đẹp xinh. Nghe như vậy, dì lấy làm mừng cho cha con. Dì, nếu ổng mà còn nghèo nàn là dì sẽ buồn rầu lắm, vì tằn tiện được chút ít vốn liếng. Dì định khi gặp cha con, dì sẽ chia cho phần nửa số tiền. Làm được như vậy cũng như dì chuốc bớt tội lỗi của mình ngày trước. Con ơi, chẳng dè cha con đã khá giờ, dì đành ôm nỗi buồn mà lặng tiếng im hơi. Ông chồng của dì đã đến kỳ hưu trí nên về tay, nhất định không trở qua nữa. Ông thâu góp tài vật mà bán, rồi cho dì ít ngàn đồng bạc đang trở về xứ. Hôm đầu tháng này, dì xuống Bạc Liêu tính tìm cha con đặng thăm. Người ta nói cha mẹ con đã chết hết rồi, gia tài bị đứa con vợ lớn tên Tú Cẩm đoạt hết, còn đứa con gái thì bơ vơ. Bằng mọi cách dì cố lặn lội kiếm cho được con và gặp ở nơi này. Dì phải lột cái mặt nạ của thằng giả mạo này mới được. Thưa dì, mấy năm nay con nghi người đó không phải là anh con, bởi vì nếu là anh của con thì phải giống ba con chút đỉnh chứ. Đằng này trái ngược lại hết à. Nó giả mạo mà giống nổi gì. Cái gã này ghê gớm thiệt. Nó dụ dỗ và tìm mọi cách để chiếm đoạt em Phụng đây. Nếu sau này có lỡ bại lộ việc giả mạo ra, em Phụng đã là vợ của nó rồi, thì dù có giấy tờ bằng cớ bao nhiêu nữa cũng phải bỏ qua thôi. Lòng dạ con người ghê gớm quá. Lại có chuyện đó nữa. Dạ, lúc nãy hắn có đến đây. Dì à, nhờ dì cứu giúp em Phụng. Ân nghĩa này con nguyện chẳng dám quên. Hồi đó dì có lỗi với cha con nhiều lắm, thì bây giờ dì phải hết lòng để chuộc tội ngày xưa. Các con đừng lo. Mấy bữa nay dì đã mướn trạng sư và có trình bày rõ việc này. Chỉ cần gặp con để hiểu hết đầu đuôi rồi đút đơn vô trong tòa mà kiện. Dì đã quyết lòng trừ đứa bất lương. Dì có lòng thương con như vậy thì con nguyện kính mến dì cũng như mẹ đẻ. Con sẽ phụng sự dì trọn đời cũng như con ruột của dì vậy. Sau việc này dì về Bạc Liêu với con nghe. Chuyện đó để rồi sẽ tính sau. Có lẽ là phải như vậy. Đó, cái thằng đó đó, cái thằng đó nó dụ dỗ em gái của tôi, nó còn muốn hành hung tôi nữa nè. Nhờ mấy thầy bỏ tù nó giùm tôi, cái kẻ đó xem thường phép nước. Ai là em gái của ông? Quyền huynh thế phụ, tôi không phải là anh của cô sao? Cậu kia, cậu là Huỳnh Tú Cẩm phải không? Chứ sao. Mẹ cậu tên gì? Lưu Mỹ Lệ. Mà nè, bà là ai? Tại sao lại hạch khảo tôi? Hả? Lưu Mỹ Lệ là tôi đây. Nè, tôi không có giỡn mặt với bà nha. Đã lòi cái bộ mặt bất lương rồi, chưa biết hay sao? Tôi cho cậu ở tù rã xác với cái tội là mạo nhận tên người đã chết. Giấy khai tử của Huỳnh Tú Cẩm nè. Cái đồ xảo gian, âm mưu hại người cướp của. Trước sự thật phơi bày, cậu đừng mong tìm được nào chưa. Cậu chiếm đoạt sự sản của chồng tôi. Cậu là ai mà tại sao có lộng hành? Trời ơi, chết tôi rồi. Nếu cậu biết điều, cậu cứ thú nhận hết đi. Khi
khi ra tòa tôi xin nhẹ án cho. Trời ơi, tôi đâu có ngờ lại có ngày trời bất dung gian. Dạ đúng rồi. Dạ tôi tên là Lý Văn Khoan, gốc ở xóm Củi thường gọi là Hai Vàng. Từ nhỏ chi lớn bạc bài ăn chơi chớ chẳng nghề ngẫm chi. Chưa mẹ chưa bài mấy lần bị lộ, bị phạt tù tiền. Và rồi sau đó đường cũ ngựa quen ngói xấu lung đi thêm. Tình cờ tôi nghe cuộc đời của ông Nguyễn ở với người vợ lớn có một đứa con trai. Người vợ lớn dắt con đi mất tích luôn. Nghe ông Nguyễn chết cậu mới xin trích lục khai sanh. Xuân Bạc Liêu mạo nhận mình là con ruột để được phân chia gia tài sản nghiệp. Dạ tôi lãnh trọn. Dạ tôi biết tội lỗi của tôi cũng phải có ngày bại lộ. Nhưng mà cái thói sâu tật hư đã bám sâu vào máu thịt của tôi. Khi vừa biết hối hận cũng là lúc tội lỗi được phơi bày. Trời ơi, trời ơi, tại sao tôi không biết ăn năn nhận tội khi mọi người chưa phát hiện? Chính tôi là một ung nhọt của xã hội. Tôi đã gieo rắc niềm đau nỗi khổ cho mọi người. Bây giờ đây, đối diện với lương tâm, tôi tự mắc cỡ lấy tôi sống mà không có lợi ích cho mọi người thì thà là tôi đừng có nên sống. Thưa bà, thưa cô hai, tôi xin hoàn toàn nhận tội. Xin bà và cô hai hãy nới tay cho kẻ lầm đường lạc lối. Bây giờ mời ông về bót để chúng tôi lấy lời khai cho rõ ràng thêm. Còn bà, mời bà theo chúng tôi để trình bày giấy tờ và sự việc. Vâng. Hai đứa ở nhà, xong việc dì về ngay. Dạ. Phi Phụng, giờ dì rất vui mừng khi làm được điều gì đó đối với ba con. Dì Linh, sao việc này mình về Bạc Liêu nghe anh? Em sắp vào lại rồi. Anh sợ mình tài sơ trí thiện, không đủ sức làm cho em được cao sang sung sướng trọn đời. Muốn chạy trốn em nữa phải không? Anh à, cao sang làm gì? Tài hay trí cả ích chi? Lấy tình sâu nghĩa trọng thương nhau cũng đủ rồi. Em không còn mơ ước gì hơn là từ bây giờ luôn luôn có anh bên cạnh. Phi Phụng, em là nguồn hạnh phúc của đời anh. Cùng bên nhau xây đắp duyên lành, đất bình yên sông nước hữu tình. Về cùng bên anh cho mối duyên đầu, giờ thôi hết sầu tình đến bạc đầu. Ta vui bên nhau những ước mơ tháng ngày tuổi thơ.
sông xưa con thuyền qua bướm xe duyên ngà.